trước mắt mọi người đây là chậu dendro màu, hoa hoa rất đẹp nha anh chị. Hoa cái loại dòng dendro màu này á, thì hoa nó là có mùi thơm dịu nhẹ nha anh chị ơi. Cái dòng dendro này thì em được một người bạn tặng cho em từ lúc mà em bắt đầu chơi lan nha anh chị ơi. Chậu dendro này, lúc dendro này là giống xưa nha anh chị ơi. Giống xưa thì nó không được khỏe mấy nha anh chị. Cái bụi của nó đây kiểu dạng như là nó không có khỏe như những cái giống mới như bây giờ nha anh chị. Đây là những giống, đây là chậu này là chậu dendro giống xưa nha anh chị. Dendro màu á, hoa rất đẹp ạ. Cái dòng dendro này thì rất là xiên hoa, cực kỳ xiên hoa luôn nha anh chị. Hoa thì nó lâu tàn lắm. Đối với cái dòng này thì hoa tầm khoảng 2 tháng nó mới tàn nha anh chị. Cái dòng hoa xưa này nè, 2 tháng mới tàn. Còn đối với những cái dòng mà dendro mà giống mới bây giờ, nó tầm khoảng 3 đến 4 tháng nó mới tàn nha anh chị. Đối với anh chị nào muốn có hoa ngắm quanh năm á, thì vừa anh chị có thể là sưu tầm cho mình vài chậu dendro thôi là anh chị có thể là ngắm hoa quanh năm rồi. Như em đây, cái chậu hoa này á, chậu dendro này á, khi mà cái vòi hoa của nó đã tàn á, thì bắt đầu một cái vòi hoa khác nó lên nữa, lên tiếp nha anh chị. Hầu như là thân nào cũng có hoa hết. Đây anh chị, em cho anh chị xem những cái thân hoa trước thì em nó tàn, em đã ngắt hết rồi nha anh chị. Đây ạ, cái vòi, cái thân này thì nó ra hai cái ngọn hoa nè. Đó, cứ mỗi một thân là nó sẽ ra một đến hai ngọn hoa nha anh chị. Như cái thân này đây ạ, cái ngọn hoa của nó đã tàn nhưng mà nó ra thêm một cái ngọn hoa mới đây. Ngọn hoa mới bên này. Và tiếp tục cái thân tơ bên này á, thì khi vừa thắt ngọn xong á thì nó sẽ ra một cái ngọn hoa mới. Cái giống dendro này á thì hoa nó, một cái vòi hoa của nó tầm khoảng 7 bông thôi anh chị ơi. Cái dòng dendro xưa á, bông của nó to và rất đẹp, một màu hồng rất đẹp nha anh chị. Màu hồng rất là bắt mắt luôn á. Nó như cái này anh chị có thể là gây ví dụ như anh chị có những cái chậu hoa dendro mà anh chị chơi chậu khủng á, một lần á nó ra khoảng chừng một chục cái vòi hoa thôi là anh chị ngắm cũng mê rồi. Đó, như cái chậu này cứ cái vòi này tàn là ra vòi khác, vòi này tàn ra vòi khác, là chậu này là hoa quanh năm luôn anh chị. Thì hoa quanh năm anh chị chơi. Đó, như cái dendro xưa này á, thì nó thân nó xấu xấu như vậy nè anh chị, nó rớt hết lá như vậy nè, nhưng mà hoa nó rất là đẹp, rất là xiên hoa, cực kỳ là xiên hoa luôn nha. Dendro màu nha anh chị, dendro màu. Như lúc em được tặng á, thì em chỉ có một, chỉ vài thân thôi. Chỉ vài thân, đây là những thân cũ đây ạ. Đây là những cái bụi cũ đây nè, 1, 2, 3. Lúc bạn tặng cho em á, là chỉ có 3 thân này thôi. Đó, do hai cái thân này nó bị thối thì em cắt nha. Em cắt và em bôi keo lại nè. Đó, từ những cái thân này em dưỡng lại và em tách chậu ra. Cái này thì em chắc em tách được vài chậu rồi. Nhưng mà em tặng lại cho những anh chị khác. Em đã có tặng lại cho những anh chị khác, tại vì những anh chị đó thấy mặt hoa này rất là đẹp. Anh chị có lấy về những giống. Mặt hoa cực kỳ đẹp luôn nha anh chị, nhưng mà đặc biệt là nó có mùi thơm, thơm nhẹ. Nếu như mà anh chị muốn sưu tầm cho mình cái mặt hoa mà nó thơm cực kỳ á, thì anh chị nên sưu tầm cái giống dendro bà liễu nha anh chị. Cái dendro bà liễu á, là hoa nó là dendro nắng nha. Nó là thuộc dòng dendro nắng nên hoa nó rất là thơm. Đối với cái dòng dendro bà liễu á, thì anh chị dạng của nó là cũng rất là xiên hoa luôn. Dendro bà liễu, nhưng mà hoa nó không được to như thế này nha anh chị. Dendro bà liễu á, nhưng mà đổi lại của nó, cái thằng dendro bà liễu á, thì cần hoa của nó sẽ dài hơn và nhiều bông hoa hơn nha anh chị. Loại này chỉ thơm nhẹ thôi. Cái dòng dendro màu này á, thì nó chỉ thơm nhẹ thôi nha anh chị ơi. Có những bông hoa thì nó không có mùi luôn. Nhưng đặc biệt thằng này á, dendro màu giống xưa á, là nó sẽ có mùi, có hương thơm, dịu, nhẹ, dễ chịu nha anh chị.
Rồi, em vào vấn đề chính hôm nay nha anh chị ơi. Vấn đề chính hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách phòng và trị côn trùng, sâu, nhện và đặc biệt là ốc nha anh chị. Con ốc á, thường thường những con ốc nó có hay có ở trên giá thể chậu lan của mình nha anh chị. Cái loại thuốc này á là chế phẩm diệt côn trùng, vừa diệt côn trùng mà có thể là vừa diệt sâu luôn nha anh chị. Cái gốc này á, thành phần của nó là alpha sifalimethin 5% nha anh chị. Sifalimethin 5%. Sifalimethin 5%. Đối với cái dòng này á thì nó rất an toàn nha anh chị, rất rất cực kỳ là an toàn nha. Cái này thời gian cách ly của nó là chỉ có 60 phút sau khi phun thôi anh chị. Thời gian cách ly chỉ có 60 phút sau khi phun thôi. Nó cái này là nó tổng hợp từ nó cái nhóm cúc tổng hợp á, nó bào chế ra cái loại thuốc này nha. Cái gốc này là sifalimethin nha anh chị ơi, 5%. Đối với cái gói này 10c á thì em pha một gói này cho 8 lít nước, tương đương 1c cho 0,8 lít nước nha anh chị. Tương đương 1c cho 0,8 lít nước. Anh chị cứ đọc kỹ thành phần này giúp em, nhìn kỹ cái thành phần này giúp em. Sifalimethin 5% nha anh chị. 5%, anh chị nhớ là 5% nha anh chị. Một gói 10c này em pha cho 8 lít nước, em phun toàn vườn nha anh chị. Cái này anh chị nên phun vào chiều mát hoặc là trời chập tối nha anh chị. Trời chập tối á, thì anh chị có thể diệt được những con ốc. Anh chị xịt, nếu như mà anh chị xịt ốc á, anh chị diệt ốc á, thì anh chị nên xịt vào cái giá thể nha anh chị. Xịt tương đối là đậm nha anh chị, đậm cái giá thể của mình nha, để khi mà tối con ốc nó bò lên á, nó tiếp xúc với lại thuốc á thì nó sẽ chết nha anh chị. Với lại thường thường á, trên vườn anh chị có những con muỗi nha. Muỗi là nó sẽ chích vào những cái nõn lá nha. Đây như những cái chậu này đây, chậu kỳ này đây nha anh chị. Nó anh chị thấy nó có những đốm đốm nè. Này là do côn trùng chích nha anh chị. Côn trùng chích vào những cái nõn này, nó sẽ gây thối nõn nha anh chị. Đó, nhưng hôm nay thì chiều nay em sẽ xịt cái loại thuốc này nha anh chị. Chiều tối nay em sẽ xịt cái loại thuốc này để diệt côn trùng và diệt muỗi luôn nha anh chị, muỗi luôn. Cái loại này thì nó sẽ diệt kiến nha anh chị ơi, nó sẽ diệt con kiến luôn nha. Thường thường vườn của anh chị hay có những cái con rầy trắng, người ta gọi là rầy phấn trắng, rệp sáp anh chị, nó cũng là tên gọi chung thôi. Đó, như cái thuốc này thì nó sẽ đây nè, nó sẽ trừ là bọ xích nè, sâu cuốn lá nè, bọ xích mũi nè, sâu róm nè, sâu đục quả nè, rệp quả, rầy xanh, sâu dẻ bùa, rồi bọ gông, rất nhiều loại côn trùng nha anh chị. Đó, cái này đó cứ 10c nè, pha cho 10 lít nước. Còn nếu như mà anh chị pha đúng liều trên đây cũng được. Đó, 10c pha cho 10 đến 12 lít nước, phun khi sâu hại mới phát sinh. Có thể kết hợp với những loại thuốc khác. Kết hợp những loại thuốc khác thì anh chị cũng không cần đâu ạ. Không cần kết hợp những cái loại thuốc khác đâu ạ. Đó, anh chị cứ phun một loại này giúp em. Nó rất an toàn nha anh chị. Nó tổng hợp, nó từ, nó bào chế từ nhóm cúc tổng hợp nha anh chị. Nó không có ít, rất ít độc hại à. Đó, thời gian cách ly là chỉ có 60 phút sau khi phun thôi nha anh chị. Rồi anh chị lưu ý nha, lưu ý cái thành phần này giúp em nha anh chị ơi. Alpha sifalimethin 5%. Đó, thường thường vườn em á, là một gói 10c này em pha cho 8 lít nước nha anh chị. Pha cho 8 lít nước, phun toàn vườn. Có những cái ví dụ như anh chị xịt mũi á, thì anh chị có thể là phun ở những chỗ mà mũi nó thường lưu trú á, cũng vẫn được nha. Như cái vườn lan của mình á, chỗ nào mà tùm quá thì anh chị cứ xịt thẳng vào đó và nó sẽ hạn chế được mũi và côn trùng nha anh chị. Nó sẽ diệt được con kiến luôn nha anh chị, diệt được con kiến luôn, và nhất là những con ốc ở trên bề mặt giá thể chậu lan của anh chị nha. Đó,
anh chị cứ lưu ý là được rồi, lưu ý cái thành phần, anh chị tìm mua cái thành phần này được rồi, C-Fermentin 5% ha. Cái này anh chị mua loại nào cũng được, chứ không cần phải đúng cái hiệu này em đưa ra cho anh chị nha. Tùy theo từng vùng mà những loại thuốc khác nhau nha anh chị ơi, những tên thuốc thương hiệu khác nhau, và chủ yếu thì chỉ là cái thành phần của nó thôi, anh chị chỉ cần quan tâm tới thành phần của nó thôi. Rồi anh chị mang ra ngoài tiệm mà bảo vệ thực vật á, anh chị nói người ta bán cho, bán đúng cái thành phần này là ok nha anh chị. Rồi hôm nay thì em cho anh chị ngắm lại cái chậu dendro, dendro màu nha, dendro màu thôi anh chị ơi, dendro màu giống xưa, hoa thơm dịu nha anh chị, rất đẹp luôn ạ. Rất cực kỳ đẹp luôn nha, rất là xuyên hoa, cái dòng này rất rất là xuyên hoa nha anh chị. Hôm nay nó nở được hai cái vòi hoa đây, nó chuẩn bị ra một thêm một cái vòi hoa nữa. Thì vòi hoa này thì nó chỉ tầm khoảng được 7 bông thôi. Đó, khoảng chừng được 7 bông thôi. Hoa nó không có xuyên bằng những cái giống dendro giống mới như giờ. Rồi em xin cảm ơn anh chị. Nếu như mà anh chị thấy video này hay và hữu ích thì anh chị bấm nút like và đăng ký kênh. Anh chị có thể là chia sẻ video này cho bạn bè, những người thân biết, để cùng nhau chia sẻ cách chăm lan, trồng lan nha anh chị ơi. Rồi em xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Hẹn anh chị ở video tiếp theo nha anh chị ơi.